Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc của vị tướng Wayland. Đây là một vị tướng sát thủ đi rừng rất là mạnh nha mọi người. Nhưng mà máu nó hơi mỏng. Thì sau đây mình sẽ đi vào cái bản ngọc mình chia sẻ đến mọi người. Thì khi chơi Wayland á, thì mình sẽ lên cái bản ngọc là công vật lý mình lên 20,2. Tỷ lệ chí mạng là mình lên 7%. Xuyên giáp thì mình lên 64. Hút máu là lên 4,8%. Còn sát thương chí mạng là mình lên cộng 36%. Cuối cùng là tốc chạy mình lên cộng 7% nha. Sau đây mình sẽ đi vào bản ngọc. Đầu tiên á, thì 10 viên ngọc xanh thì mình sẽ lên công vật lý và xuyên giáp. Đó. Còn 10 viên ngọc đỏ thì mình sẽ lên cái tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng nha mọi người. Thì khi chơi Wayland á, mình bắt buộc mình phải lên cái sát thương chí mạng nha mọi người. Wayland không lên sát thương chí mạng đánh sẽ không có đam. Nên là mình phải lên 10 viên tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng nha. Còn về ngọc tím thì mình sẽ lên là 7 viên công vật lý và tốc chạy. Công vật lý là 1,6, tốc chạy là 1%. Tiếp theo là 3 viên còn lại mình sẽ lên là hút máu 1,6%. 3 viên này á, là mình lên hút máu là vậy, mình dành cho trang bị mà mình đi rừng. Mình lên ngọc hút máu để mà đi rừng nó sẽ tốt hơn nha mọi người. Plan thì mình phải lên bắt buộc hai thứ. Thứ nhất là sát thương chí mạng là phải có. Cái thứ hai đó chính là cái hút máu dành cho đi rừng thì phải lên một chút xíu. Phải có một chút xíu hút máu nha mọi người. Thì đây là cái bản ngọc của Wayland. Thì tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần trang bị và phù hiệu của vị tướng này nha. Rồi, về trang bị của Wayland thì mình sẽ lên á, trang bị đi rừng. Thì đầu tiên mình sẽ lên cây kiếm chi hồn. Đó. Và cái món thứ hai mình sẽ lên chiếc giày kiên cường. Món thứ ba thì cái xương xuyên phá. Món thứ tư thì mình lên cái thánh kiếm. Và thứ năm đó chính là cái phức hợp kiếm. Cuối cùng là giáp phong mệnh nha mọi người. Thì thường thường mình lên dưới đây thôi, nhưng mà cũng có một số trường hợp nếu mà tem bạn có đấu sĩ mà mạnh nha, như là Florentino, Omen đâu đó, Vega đâu đó, thì mình có thể thay thế cho vị tướng này, có thể lên là cái phức hợp kiếm này là chỗ này, và thánh kiếm này mình thay cho cái Nan Phoenix cũng được đó. Và cái chỗ Nan Phoenix này nếu mà mình xanh đúng không, thì mình hãy lên cái giáp phong mệnh trước đi rồi hãy lên Nan Phoenix sau nha. Còn nếu mà mình không xanh thì mình lên cái Nan Phoenix trước nha mọi người. Đây là cái trang bị mà dành cho đi gần á. Còn đi top thì quay lên á, thì chơi á, thì mình không có đi top, cũng ít khi đi top lắm. Còn đi top thì mình đừng có lên trang bị cái kiếm chi hồn thôi, mình cứ lên cái món đồ đi top bình thường thôi nha mọi người. Thì nếu mà đi top á, thì mọi người có thể lên cho mình một món nào đó. Mọi người có thể xem ở đây thì lên chiếc giày đầu tiên thứ hai đi, đừng có lên đầu tiên nha. Đầu tiên thì mình lên món công trước, mình có thể lên một cái này nè mọi người, để mình lên này nha. Mình lên chỗ này đi, chiếc giày sorry, chiếc giày mình lên đầu tiên đi rồi hả lên cái chỗ này đó. Đây là mình thường thường đi lên á, nhưng mà thường mình không có đi lên Wayland. Mình chơi Wayland là mình phải đi rừng, tại vì vị tướng này á, đi lên á nó yếu hơn đi rừng rất là nhiều, nên là mình chơi Wayland mình đi rừng thôi. Đây là cái phần chia sẻ, mình chia sẻ về trang bị đi rừng nha. Còn đi lên thì mình chỉ lên thay một món thôi, một món cho chỗ cái kiếm chi hồn thôi, thường thường là vậy á. Và mình lên thủ một món cũng được, nếu mà không lên này mình lên thủ một món, mình có thể lên những cái như là cái áo tròn băng giá hoặc là cái ghiều chẳng hạn, hay là có thể lên một cái khiêu thức chiền. Nói chung là một món thủ là ok. Còn về phù hiệu á, thì mình sẽ chọn cho Wayland, đó chính là cái sát thương chí mạng. Đây, sát thương chí mạng đó chính là phù hiệu ma chú, nó sẽ phục vụ cho đi rừng rất là cao. Khi mà Wayland dùng phù hiệu sát thương chí mạng cộng với bản ngọc mà sát thương chí mạng cao quá thì nó nghĩa rất là mạnh nha mọi người. Nói chung là đánh rất là đam, sẽ nhiều đam hơn. Rồi, cái phần mình chia sẻ về bản ngọc của Wayland đây là hết nha. Mình xin chào tất cả mọi người. Và mình xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.